Mến chào quý vị khán giả của chương trình Việt Nam Du Ký, và Hoàng Vĩnh đã quay trở lại rồi đây. Như Hoàng Vĩnh đã giới thiệu, ngày hôm nay Hoàng Vĩnh sẽ giới thiệu đến quý vị một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị, đó chính là tham quan một vòng thành phố bằng xe buýt 2 tầng. Nào, bây giờ chúng ta hãy bước vào hành trình khám phá cực kỳ thú vị này nha. Việt Nam Du Ký xin chào. Xin chào Việt Nam Du Ký. Việt Nam Du Ký xin chào. Xe bus 2 tầng là một trong những dịch vụ đang được người dân Sài Gòn và du khách nước ngoài vô cùng yêu thích. Bởi chỉ cần bước lên chiếc xe này, bạn đã được dạo quanh các điểm tham quan, những di tích lịch sử nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong một thời gian ngắn. Khám phá Sài Gòn với xe bus Hop On Hop Off là trải nghiệm du lịch khám phá Sài Gòn bằng xe bus 2 tầng vốn đã phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Điểm đặc trưng của trải nghiệm du lịch bằng xe bus 2 tầng là có điểm dừng đón và trả khách tại các điểm tham quan nổi tiếng trong thành phố. Nếu quý khách đã từng đến với các thành phố lớn trên thế giới như là London, New York, Vancouver, Singapore hay là Kuala Lumpur. Một điểm thú vị nữa của trải nghiệm này là quý khách có thể lên lịch trình tham quan riêng dựa trên những điểm ghé của tour. Quý khách có thể dành nhiều hoặc là ít thời gian khám phá tại mỗi di tích, bảo tàng hay là điểm tham quan cụ thể. Quý khách cũng có thể lựa chọn đến một số hay là đến tất cả các điểm trong lịch trình. Một số điểm thu hút trên tuyến đường xe bus đỏ 2 tầng đi qua như là nhà thờ Đức Bà, bưu điện trung tâm Sài Gòn, Dinh Độc Lập, bảo tàng chứng tích chiến tranh hay là chợ Bến Thành. Dạ em chào chị, sao là chị quyết định là lựa chọn cái xe bus 2 tầng để tham quan trong một ngày thứ bảy như thế này? Thì mình muốn cho bé đi ra ngoài cho bé tiếp xúc nhiều hơn với cả tham quan trải nghiệm nhiều hơn. Dạ vâng, vậy thì khi mà chị lựa chọn phương tiện này thì chị thấy là giá cả nó như thế nào? Tại vì mình cũng chọn cái tour thời gian ngắn á, dạ. Thì mình thấy giá nó cũng rất là hợp lý. Dạ, chị nhận định như thế nào về xe bus 2 tầng và cái phương tiện dịch vụ này khi mà được mở ra ở thành phố Hồ Chí Minh? Hồi trước á là mình đi du lịch Singapore hay là Malaysia mình đã có biết Hot On Hot Off á. Dạ. Cái dịch vụ xe bus 2 tầng đi thành phố City Tour thì lúc đó mình cũng muốn Sài Gòn có, nhưng mà cách đó là cũng 5 năm rồi thì nó Sài Gòn chưa có. Dạ. Lúc sau mình biết là có chương trình Hot On Hot Off này là mình cũng muốn đăng ký thì cho bé đi, cho bé trải nghiệm. Tại vì thứ nhất là bé còn nhỏ, đi xe bus bình thường hay những chuyến tour bình thường nó sẽ bị say xe. Yeah, còn rồi. Đi xe 2 tầng này á, không gian nó mở, nó thoải mái hơn, bé không bị say xe. Yeah. Ngắm cảnh cũng dễ hơn. Yeah. Với lộ trình linh động trong nhiều khung giờ khác nhau, bạn có thể thoải mái đến thăm tất tần tật những điểm tham quan nổi tiếng nhất. Điều khiến chiếc xe này trở nên đặc biệt là có hệ thống thuyết minh với 9 ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nga, giúp cho bạn hiểu thêm về lịch sử, văn hóa các địa danh tại Sài Gòn. Dạ, cô chào cô. Ngày hôm nay cô đi với ai vậy cô nhỉ? Đi với hai cha chồng, được con trai với hai đứa cháu nội. Cháu nội à? Nhưng mà không biết sao là cô lại lựa chọn cái xe bus 2 tầng để trải nghiệm hả? Không, đó là con mình chọn, con trai mình nó chọn. Thì cô lần đầu tiên cô đi trên xe bus này hay sao? Lần đầu tiên. Cô thấy như thế nào? Thấy cũng thoải mái. Cũng thoải mái à? Nhưng mà cô có tìm hiểu hay là cô có biết về cái xe bus 2 tầng này chưa ? Nghe nói sơ sơ, cũng chưa nghe nói nhiều. Dạ. Rồi cô có biết là ngày hôm nay là mình sẽ đi dạo một vòng thành phố rồi tham quan những cái địa điểm di tích nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh không? Biết thì đi mua vé đi mục đích đó mà. Dạ. Rồi khi mà cô tới những cái điểm tham quan rồi á thì cô có cảm nhận như thế nào về thành phố của chúng ta hay không? Đúng ra thì lâu lắm mà cô cũng chưa có đi thành phố.
Dạ. Không có dịp đi đổi mới nhiều quá. Dạ. Giờ cô đi thì cô thấy hơi mới lạ với mình. Dạ. Cô ở quận 6 lại. Dạ. Giờ là ngày hôm nay mình dạo trung tâm thành phố rồi đi vòng vòng những cái địa điểm mới hấp dẫn thì mình cũng cập nhật thêm nhiều cái cô ha. Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. À. Cảm ơn em. Hành trình du lịch trải nghiệm xe bus 2 tầng vòng quanh Sài Gòn một ngày chắc chắn sẽ mang lại cho quý khách thời gian thư giãn thoải mái và thú vị. Tuy nhiên, khi đi xe bus 2 tầng, bạn cần phải bỏ túi một số kinh nghiệm như: đầu tiên, chúng ta nên chọn thời điểm sáng sớm hoặc là chiều muộn để tham quan thành phố. Bởi vào thời điểm này, bạn có thể nhìn thấy nhịp sống năng động nhất của thành phố trẻ Sài Gòn. Thêm một điều nữa là thời điểm này có ánh sáng tốt nhất để chúng ta có thể chụp ảnh check-in. Nên nhớ đem theo ô, mũ hay là áo khoác để tránh được cái nắng gay gắt của Sài Gòn nha. Thứ hai đó chính là khi dừng lại một trạm, bạn không nên ở quá lâu, bởi bạn sẽ bỏ lỡ các điểm đến và sẽ mất nhiều thời gian để chờ tuyến tiếp theo. Điều quan trọng nhất đó là bạn nên chú ý khi trên xe bus phải thắt dây an toàn. Dây an toàn sẽ được trang bị phía sau mỗi chiếc ghế. Chúng ta cần buộc chặt vào cơ thể và tránh đứng lên ngắm cảnh hoặc là đưa tay ra khỏi xe để hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra nha. Xe bus sẽ hoạt động trong khung giờ từ 9 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Nếu bạn có khoảng thời gian ít ỏi để vi vu Sài Gòn nhưng vẫn muốn được khám phá hết các điểm đến nổi bật thì đừng bỏ lỡ trải nghiệm thú vị này nha. Dạ vâng, thông qua những trải nghiệm của Hoàng Vĩnh rất là chân thực và sống động cũng như là hình ảnh đến từ Việt Nam Du Ký thì chúng tôi cũng mong muốn mang đến một cái nhìn toàn cảnh hơn về vẻ đẹp của thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như quý vị có một trải nghiệm thực sự đặc biệt với là một phương tiện đặc biệt đó chính là xe buýt 2 tầng mà thời gian thì ít ỏi, đây là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời ạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Việt Nam Du Ký cũng đã tạm khép lại rồi. Hẹn gặp lại quý vị ở những số phát sóng tiếp theo.